Hậu Hoàng vừa đăng ảnh, mũi trứng long đã xuất hiện ngay lập tức, chính chủ chèo thuyền mạnh hơn cả fan. Ai chăm theo dõi sau nhập ngũ chắc cũng biết thời gian gần đây, nếu gọi couple của Hậu Hoàng và mũi trứng long là thuyền thì sai lắm. Bởi thực chất họ đã lên cấp chiến hạm từ lâu lắm rồi. Không chỉ có những phản ứng hóa học siêu cấp đáng yêu trong chương trình, mà ngay cả trên mạng xã hội, đồng chí Thúy Hậu và đồng chí mũi trưởng cũng cực kỳ chăm tương tác với nhau. Ví dụ như trong bài đăng mới nhất của Hậu Hoàng chẳng hạn, trong hội chị em sau nhập ngũ hay chính bản thân cô nàng Khánh Vân vẫn còn mất bạc tâm bạc tích chưa thấy bóng dáng thì người ta đã thấy mũi trứng long đi lạc trên phần bình luận từ bao giờ. Cụ thể thì Hậu Hoàng đã đăng tải hình ảnh cùng một chú chó giống Simba, mũm mĩm và đáng yêu. Có lẽ vì không cưỡng lại được sự dễ thương của cô Simba này mà mũi trứng long đã vứt luôn sự lạnh lùng nghiêm túc thường thấy để comment, thằng nhiều lông đáng yêu ghê. Tưởng đàn trai đã công khai tương tác, vậy là đủ thể hiện độ thân thiết rồi. Ấy vậy mà không, rất nhanh sau đó Hậu Hoàng cũng đã có hành động đáp trả. Cô nàng lém lỉnh hỏi lại, thế thằng bên cạnh thì sao? Giờ khen cũng ngại và không khen cũng ngại, nên có vẻ mũi trứng long đã chơi bài im ỉm và không trả lời câu gì. Dẫu vậy thì con dân đu theo cặp couple, mũi trứng long và Hậu Hoàng thì ngần này cậu lương đã đủ để nhấm nháp cho một thời tiết giá lạnh như thế này rồi.